chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chuyển động 24 giờ, lần đầu lên tiếng về phóng sự bữa cơm trắng với gương. Trưa ngày 29 tháng 9, tài khoản Facebook có tích xanh của VTV24 đã đăng tải thông tin nói chuyển động 24 giờ có đầy đủ tư liệu chứng minh toàn bộ nội dung phóng sự bữa cơm trắng với gương ở điểm trường Măng Mũ. Tài khoản này cũng cho biết, chúng tôi sẽ sớm liên hệ làm việc với huyện Mù Căng Chải để làm rõ những nội dung báo cáo của huyện về phóng sự này. Trước đó, tối ngày 26 tháng 9, trong bản tin chuyển động 24 giờ trên VTV1 đã phát phóng sự bữa cơm trắng với gương ở điểm trường Măng Mũ, Yên Bái, khiến nhiều người không khỏi xót xa khi thấy học sinh mầm non phải ăn cơm với gương chấm muối, cơm đường. Phóng sự được ghi nhận tại điểm trường Măng Mũ, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải, Yên Bái. Trong phóng sự ghi lại cảnh một phụ huynh đào gừng tươi, sau đó thái lát nhỏ kèm theo một ít muối trắng để cho con mang tới trường ăn cơm trưa. Chiếc cặp lồng cơm với gừng và muối trắng chính là bữa ăn trưa của học sinh này tại lớp. Các cô giáo nấu nồi canh với 4 chiếc rau bắp cải để 138 học sinh ăn cơm ngon hơn khi có canh nóng. Sau khi phóng sự lên sóng, nhiều khán giả xót xa vì bữa cơm đạm bạc của học sinh. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng người dân tuy nghèo nhưng cũng không nghèo đến mức này. Liệu phóng sự có được dàn dựng và nói quá không? Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải sau đó đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về nội dung phản ánh qua phóng sự của chương trình chuyển động 24 giờ phát trên VTV1. Liên quan đến hình ảnh học sinh ăn cơm với những lát gừng, lãnh đạo huyện Mù Căng Chải thông tin do điểm trường chưa tổ chức nấu ăn được nên tiền ăn được chuyển cho bố mẹ nấu cơm cho các cháu. Sáng 28 tháng 9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái cho biết, huyện vừa có báo cáo gửi tỉnh về thông tin học sinh mầm non điểm trường Măng Mũ, trường mầm non Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải, ăn cơm với gừng chấm muối. Trước đó, tối ngày 26 tháng 9, trong bản tin chuyển động 24 giờ trên VTV1 đã phát phóng sự bữa cơm trắng với gừng ở điểm trường Măng Mũ, Yên Bái, khiến nhiều người xót xa khi thấy học sinh mầm non phải ăn cơm trắng với gừng chấm muối, cơm đường. Phóng sự được ghi nhận tại điểm trường Măng Mũ, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải. Theo thông tin trong phóng sự, tại điểm trường đơn sơ này, căn bếp tạm chỉ có một bếp củi. Nhà trường nấu cơm cho học sinh vào thứ ba, thứ năm, còn lại các ngày thứ hai, bốn, sáu, các em học sinh ăn cơm cặp lồng. Trong ngày ghi hình, 4 cây bắp cải nấu cho 138 học sinh để các em có canh nóng để ăn cơm ngon hơn với những cặp lồng cơm trắng với gừng, muối hoặc với đường. Một phụ huynh trong clip cũng chia sẻ, cho con ăn cơm với gừng cũng thương lắm, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên cũng không có gì. Cuối phóng sự có tin vui khi điểm trường được tài trợ xây một bếp ăn khang trang. Sau khi xem hình ảnh cặp lồng cơm với gừng và muối trắng của học sinh, nhiều người bày tỏ sự xót xa. Tuy nhiên, có người lại hoài nghi về tính xác thực của sự việc. Sau khi phóng sự được đăng tải, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải đã tiến hành xác minh. Qua kiểm tra xác minh và qua thực tiễn của các cơ sở giáo dục, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải nhận định nội dung phản ánh chuyển động 24 giờ của VTV1 về bữa ăn trưa của các cháu tại điểm trường Măng Mũ, trường mầm non Mồ Dề chưa toàn diện về thực tế tại cơ sở điểm trường về mục đích cơ bản để kêu gọi hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường. Liên quan đến hình ảnh học sinh ăn cơm với những lát gừng, lãnh đạo huyện Mù Căng Chải thông tin do điểm trường chưa tổ chức nấu ăn được nên tiền ăn được chuyển cho bố mẹ nấu cơm cho các cháu. Cũng theo lãnh đạo huyện Mù Căng Chải, điều kiện của bà con, đồng bào trên này còn nhiều khó khăn, không thể nào bằng các vùng dưới được, nhưng cũng không đến nỗi như thế. Trên này, trong lúc ăn cơm, ngoài thức ăn gừng được ăn kèm như gia vị, phụ huynh cũng rất buồn, không phải người ta nuôi con như vậy, vì lãnh đạo chia sẻ. Được biết, năm học 2024-2025, trường mầm non Mồ Dề được giao 15 lớp với 415 trẻ, trong đó điểm trường lẻ Măng Mũ có 5 lớp với 138 học sinh. Về việc thực hiện chế độ chính sách, theo Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải, nhà trường tổ chức nấu ăn trưa cho các cháu tại điểm chính và các điểm lẻ. Chế độ chính sách của trẻ đã được chi trả trực tiếp cho cha mẹ trẻ khi được phê duyệt và cấp kinh phí. Vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm, hiệu trưởng bị khai trừ ra khỏi đảng. Liên quan đến vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2023, ngày 14 tháng 5 2024,
Thông tin từ huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Ngọc Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Thu Phố, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Sau khi xem xét tự kiểm điểm của ông Trần Ngọc Hà và báo cáo số 145 ngày 26 tháng 4, 2024 của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Bắc Hà báo cáo xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Trần Ngọc Hà, Ban thường vụ huyện ủy Bắc Hà nhận thấy ông Trần Ngọc Hà trên cương vị Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 đã làm thay, lấn sân công việc của tập thể, độc đoán, chuyên quyền, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, lợi dụng chức quyền để thực hiện không đúng quy định. Vi phạm của ông Trần Ngọc Hà đã ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức, đạo đức công vụ, đạo đức nhà giáo và mất uy tín của bản thân ông, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích của đối tượng cần được hỗ trợ, thất thoát ngân sách, làm suy giảm niềm tin của người dân với chính quyền cơ sở, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, pháp luật của nhà nước, quy định của Đảng, không hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy viên, đảng viên đến mức phải xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ huyện ủy Bắc Hà quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Ngọc Hà bằng hình thức khai trừ. Trước đó vào tháng 12/2023, tại trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 diễn ra sự việc lùm xùm, gây nhiều tranh cãi về bữa ăn bán trú của học sinh. Theo khẩu phần ghi trên bảng nhà trường, mỗi em được ăn một gói mì tôm, một quả trứng, nhưng thực tế nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung hai gói mì tôm chan với cơm. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà tạm đình chỉ hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 ngay sau đó. Liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ra văn bản chỉ đạo, giao Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo kiểm tra nội dung phản ánh nêu trên, xử lý vi phạm đối với tập thể, cá nhân liên quan. Nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho người học khi tổ chức bữa ăn học đường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, các cơ quan liên quan tại địa phương hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định, sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi, nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không bảo đảm đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc xuất ăn cho các trường học. Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành giáo dục, y tế, huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh. Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, căng tin dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn thành phố luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị triển khai thực hiện. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện kiểm tra đợt 1 năm học 2021-2022, tổng số cơ sở thanh kiểm tra là 1.708 cơ sở. Trong đó, có 1.121 bếp ăn tập thể tự tổ chức, 110 bếp ăn tập thể hợp đồng, 2 căng tin tự tổ chức, 281 căng tin hợp đồng, 194 đơn vị cung cấp suất ăn sẵn. Đợt 2 năm học 2022-2023, tổng số cơ sở thanh kiểm tra là 2.231 cơ sở. Trong đó, có 1.363 bếp ăn tập thể tự tổ chức, 122 bếp ăn tập thể hợp đồng, 2 căng tin tự tổ chức, 474 căng tin hợp đồng, 270 đơn vị cung cấp suất ăn sẵn. Qua các đợt kiểm tra phát hiện, 2 cơ sở vi phạm. Ban quản lý an toàn thực phẩm đánh giá về mặt thủ tục, giấy tờ pháp lý, đa số các bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học chấp hành khá nghiêm túc quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, hồ sơ pháp lý ở các trường đầy đủ, sắp xếp ngăn nắp, dễ truy tìm. Nguồn nguyên liệu thực phẩm đầu vào đều có nguồn gốc rõ ràng, chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ thông qua hợp đồng, hóa đơn và năng lực của nhà cung cấp. Về mặt kiểm tra thực tế, nguồn nguyên liệu thực phẩm tại các trường đa số được lấy tại những đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện. Người quản lý và người tham gia chế biến có nhận thức tốt về nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến. Ngoài ra, các trường có bố trí cán bộ y tế phụ trách công tác an toàn thực phẩm, thực hiện lưu giữ hồ sơ pháp lý, thường xuyên kiểm tra an toàn bếp ăn cho trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn tồn tại, một số đơn vị cung cấp suất ăn cho các trường có nơi chế biến đặt ở tỉnh lân cận, ngoài phạm vi quản lý của thành phố, nên việc kiểm tra giám sát gặp nhiều khó khăn, chưa thực hiện đầy đủ, đúng quy định về kiểm thực 3 bước theo quyết định 1246.
Ngoài ra, một số trường không tổ chức căng tin do quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập dẫn đến tình trạng học sinh sử dụng thực phẩm trước cổng trường nên khó kiểm soát về an toàn thực phẩm. Kết thúc hai đợt kiểm tra, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm đề nghị các đơn vị trường học tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tập huấn việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, quản lý, người chế biến tại các cơ sở dịch vụ ăn uống trong trường học. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học và các cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học nhằm ngăn ngừa ngộ độc tập thể, sự cố về an toàn thực phẩm, trao đổi thông tin, kiến nghị các địa phương lân cận kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp suất ăn có nơi chế biến tại địa phương khác cung cấp cho trường học ở thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, khuyến khích các trường học đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học sử dụng nguyên liệu thực phẩm được cung cấp bởi những đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia chuỗi thực phẩm an toàn hoặc các đơn vị có giấy chứng nhận ISO, HACCP. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!